Tá bom. Cái cục đá này từ ở đâu ra đấy bác? Đá là từ xưa. Từ xưa ấy ạ? Từ xưa hết. Cái đây là cái cục đá phẳng. Đây là cục đá phẳng mà cái này là cái này hơi lạ đây này. Cái đầm. À, lâu lắm rồi. Không, nhưng cái cục đá này là cái cục đá. Đây là cháu phải nói này nhá. Đây là cái cục đá ngày xưa người ta chôn của ở dưới, cục đá này nó kê lên trên. Làm sao lại có mặt ở đây vậy? Không biết từ ngày lâu lắm rồi. Thì ở nhà này tết thôi. Vẫn ở đây chứ. Ngày xưa các cụ ạ. Thế đất này có địa chủ ngày xưa không ạ? Có đất địa chủ không ạ? Địa chủ thì không có. Thế sao lại có viên đá này ạ? Tại vì trong thời xưa là các cụ cũng khá. Là khá tức là địa chủ gì ạ? Đấy chưa phải là địa chủ. Là Trung Đông gì ạ? Ừ, Trung Đông có, đây. Có cái chân cột tròn tròn. Vâng vâng. Đây cháu giải thích một chút này, tại vì cái viên đá này là cái viên đá hơi bất thường này. Đây là cái cục đá mà người ta dùng để người ta khi người ta chôn của ấy mà thì cái chum nó sẽ ở dưới và cái phiến đá này nó sẽ ở trên. Đúng rồi. Đấy. Thế sao lại có mặt ở đây vậy thì đây gọi là đấy. Sợ là ngày xưa là chôn xong rồi đào lên rồi đấy. Đúng rồi, khả năng là thế này là chôn xuống rồi đào lên rồi. Vâng vâng, đây này. Đây cũng phiến đá này rồi. Ngày xưa các cụ là cũng khá giả, có của. Vâng ạ, có của ăn của đẻ đây này. Đây là cái cục đá chôn của ạ. Tức là ngày xưa người ta chôn cái chum ở dưới thì bao giờ nó sẽ có ba cái viên đá, ba cái cục đá này để làm cái chân kiềng cho cái chum ở giữa. Sau đó cái phiến đá này mới đặt lên trên mặt. Đấy, đây là phiến đá đặt trên mặt, gọi là phiến đá phẳng. Phiến đá phẳng. Thì cái phiến đá này nó sẽ đi theo cái chum và cái này nó sẽ đi theo cái thần. Đấy, đây gọi là thần giữ của. Đấy, cái này là cái mà nó hiện diện rất là rõ trong nhà như này thì nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Nhà sẽ có rất nhiều vấn đề phức tạp đấy ạ. Còn rất nhiều đá nữa rồi ạ. Đây là các cột kê chân đá. Chân cột đây thì không nói, chưa nói đến. Nhưng mà đây này, đây cái này. Đây là cục đá này, đây là cục đá phẳng. Đây là cục đá phẳng, cái mặt nó sẽ là mặt phẳng đây này. Mặt dưới là mặt phẳng đây này. Đấy, đây là hai cục. Đây, chân cột đây này. Chân cột thì không nói đến ạ, chân cột thì chưa tính đến. Nhưng mà đây là có hai phiến đá này. Hai phiến đá này. Đây là đá chân cột thì không vấn đề gì. Rồi. Quay đây nào. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì tôi cho các bạn được nhìn rõ hơn về cái phiến đá mà tôi hay gọi cho các gia đình nhà nào đó đã đào được phiến đá phẳng hay chưa. Thì cái phiến đá phẳng kia chính là phiến đá ở kê ở mặt trên của một cái chum. Chum ngày xưa gọi là các cái giới nhà giàu ngày xưa, địa chủ ngày xưa người ta sẽ chôn lại cái cục đá này, có thể là cục đá chân cột nhưng cũng có thể nó là cái cục đá người ta chôn ở một vị trí nào đó, ví dụ như giọt danh, ví dụ như ở góc vườn, ví dụ như bờ ao. Thì đây là một phiến đá rất là cụ thể và cái đây là cái thần nó đã ngự ở đây rồi. Đây nó quay về phiến đá đây này. Đấy, đúng cái phiến đá luôn này. Lúc đầu cái que nó quay ở đây tưởng nó quay ra cái bể nhưng không phải, nó quay ra phiến đá này. Thôi được rồi, đi vào trong này, trong nhà đi ạ, để cháu xem lật lại cái lịch sử gia đình một tí. Xem vấn đề tâm linh lên. Dạ vâng ạ. Ăn ở chỗ Lào có khi này là dò ra được vàng. Có của để lại đúng không ạ? Xong con cháu đào lên con cháu là cũng đào tìm rồi. Đào tìm nhận tìm cho nên mới thấy được cái cục này, mới đào lên cái cục này. Vậy thì đây đã đào được rồi. Đây là đã đào được rồi. Thì cái cục này nó mới nổi. Tại vì cái của nó nằm ở dưới cái cục này. Dưới cục này chưa đào tới, khả năng là chưa đào tới. Thế thì cái cục này nó phải nổi, nó tự nhiên nó nổi, nó không thể tự nhiên nó nổi được. Nổi lên có khi các cụ chỉ tìm thấy hòn đá là bỏ ra. Chứ còn ở dưới cái vàng ở dưới là khả năng là vẫn chưa tìm thấy. Chưa tìm thấy nhỉ? Không biết thầy ạ. À thế ạ. Thôi được rồi, thế đi vào đây cháu sẽ giúp gia đình xem như thế nào. Thế là sang đây ngồi chỗ này. Ngồi bên nào cũng được. Được rồi. Dạ vâng. Cốc bên kia. Đấy chèo đấy. Thưa các bạn, ngày một rõ hơn về tính chất lịch sử, ngày một rõ hơn về các cái vật chứng lịch sử
và ngày một rõ hơn về các cái vật phẩm phong kiến. Chúng ta ngày càng một cụ thể hơn về những gì tôi đang làm và sẽ làm, cũng như là đoàn của chúng ta đang làm. Chú là như thế nào, đây là ông nội ạ. Dạ vâng, mời chú ngồi ra đây ạ. Chú có cái ghế là chú ngồi ra đây giúp cháu. Em ngồi ở đây bà. Em nhìn chí là bà gọi anh ăn đây nhá. Bây giờ chú tập trung nhé, để cháu lật lại cái lịch sử của gia đình mình đi. Còn thần thì nó rót đang ở bên đá đấy thôi, lát cháu sẽ bắt đi. Bây giờ quan trọng là cháu xem cái lịch sử gia đình này nó như thế nào. Úi giời, thần dữ đây rồi. Úi giời, hai thần dữ. Nhà này có ai chết bất thường đột tử không ạ? Thím là mất tai nạn đột tử. Úi giời ơi, để quá cái đất mình. Úi giời, ba chị em này. Đây là ba chị em. Úi giời. Của lên rồi chú ạ, của nổi rồi, nổi rồi tức là đã đào được rồi, và chỉ còn thần ở lại thôi. Thế thì đất này là đất rất nghịch đấy, đất này gọi là đất nghịch của cái khu này đấy, chứ không phải chỉ riêng nhà này đâu. Đây gì ạ? Toàn là bỏ trong người chồng ba rồi chết, người chết trẻ từ thắt cổ đằng kia luôn nhỉ? Tức là quanh cái giải này luôn nhỉ? Ông mà tin bên kia vớ. Cái đoạn kia. Đây nó là cả giải đấy chú ạ, tại vì đây nó là giải đất địa chủ hồi xưa. Và cái bên này cũng cái tai nạn như cả bị cổ chết rồi, ngoài còn lại thì... như cháu đã nói là cái phiến đá kia nó nổi và của nó đã nổi rồi chú nhá. Thế còn lại thì đời nào lấy và lấy như lai là người lấy thì thôi, đấy là vấn đề của gia đình, tại vì đấy là của gia tiên để lại, thì cái này thì đấy là công việc của gia đình, không truy cứu việc này. Bây giờ cái quan trọng là cháu phải tìm ra được lý do và chỉ ra cụ thể là thần nó còn ở đây là mấy cái thần, thì bây giờ cháu sẽ bắt đi cho gia đình. Chú với cô có hiểu không ạ? Con nhà em, con nhà em nó ngủ mà cũng như có người gọi con đi. Cái đứa thứ hai ấy. Rồi rồi rồi. Con nhỏ con này nghe tiếng cười nó sợ lắm, nó chạy. Em quay ra đây một chút nào. Thưa các bạn, tôi xin nói lại một chút là tứ đại hộ pháp thời điểm này đang cần phải tu tập thêm để chuẩn bị cho những việc quan trọng sắp tới, và thời điểm này là tứ đại thiên vương sẽ song hành với đoàn chúng ta. Còn bây giờ thì tôi sẽ bắt thần giúp cho gia đình. Lệnh cho tứ đại thiên vương cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt hết vong linh lang thang và ba thần nữ lên thiên đợi xét xử. Đất này phải có người nhìn thấy cái vong nữ áo trắng tóc dài ạ. Đừng có bay phấp phới ở cây cành kia nọ sang cành kia. Đây là phải có người nhìn thấy. Biết là có gì mình không kỹ cả. Em quay ở đây xin kiểm tra lệnh. Rồi, được rồi. Thưa các bạn, tôi xin nói thêm một vài điều để kết thúc clip là như thế này. Công việc của chúng ta đang đi làm là làm sạch âm phần cho các gia đình. Làm sạch âm phần cho các gia đình cũng là làm sạch âm phần cho đất nước. Và cái việc làm sạch và bắt đi các thần đó là việc rất quan trọng, tại vì sự gây hại cũng như sự tác oai tác quái của thần đối với nhân gian này nó vô cùng kinh khủng. Và việc của chúng ta là đi từng nhà, đến từng nơi, chỉ từng vị trí để bắt hết tất cả các thần lên thiên, cho đất nước được sạch sẽ. Xin chào và hẹn gặp lại.